tiên giới thiệu em là Nguyên Anh. Em luôn tự hào là em là người giới thứ ba. Yeah. Dạ, trước tiên giới thiệu em là Nguyên Anh. Em luôn tự hào là em là người giới thứ ba. Yeah. Dễ thương quá vậy. Em bao nhiêu tuổi, em tên gì? Dạ, em xin chào quý vị bạn giám khảo. Nắm tay cái đã, nắm tay đi, nắm tay à. Ấm áp quá. Anh Trấn Thành. Cùng đoàn thể khách mời ngày hôm nay, em tên là Khang Lê, hiện năm nay em 28 tuổi. Nhưng mà cho anh hỏi là hai người gặp nhau ở đâu ạ? Cái đó là cũng là thật sự là em rất là tin về cái duyên. Lúc đầu mà em theo nghề á, em thật sự là em không có nghĩ là em sẽ quen một mối quan hệ nào mà lâu dài. Nhưng mà em gặp cái người ấy và trên mạng thôi chị, và bắt đầu là thay đổi cuộc sống của em luôn, ngay cả tính tình của em luôn. Quá. Bao lâu? Dạ bây giờ tụi em đã quen được 6 năm rồi ạ. 6 năm? Dạ. Oh my god. Thưa quý vị, cái gì trên đời này khi mình chưa hiểu về nó bao giờ mình vẫn thường hay như thế. Ví dụ đây họ là những người ở giới tính thứ ba, nhưng mà họ vẫn yêu thương, vui sống như mọi người. Họ vẫn cống hiến cho xã hội. Họ làm những ngành nghề rất là chân chính. Và quan trọng là họ tự hào vì tình yêu của mình. Xin em gửi một lời chúc cho cô gái của chúng ta. Anh chúc em là sẽ có một cái chàng trai đúng ý của em và thương yêu em giống như anh thương yêu vợ của anh. Trời ơi, cảm ơn anh rất nhiều.